Tình trạng thiếu thợ máy là vấn đề mà hầu như tất cả ngư dân của Quảng Ngãi đều gặp phải. Cho đến nay, chưa có cơ quan chức năng nào mở lớp đào tạo hoặc cấp chứng chỉ thợ máy cho ngư dân. Hiện giờ là đa số thằng có anh em bờ câu này không người có thợ máy. Mà yêu cầu đó thì chắc hơi khó khăn. Nếu anh là máy trưởng thì có thể là kiêm nhiệm luôn thợ máy thì là tốt hơn. Chứ bây giờ mà thêm một người nữa thì nó làm mà ảnh hưởng rất lớn cái việc mà coi như người ta họ đi sản xuất. Mặc dù có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, nhưng do ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển đều gặp khó khăn trong việc đảm bảo chứng chỉ và định biên thợ máy, nên thông tư này chưa được áp dụng đối với ngư dân đánh bắt xa bờ. Là trạm kiến nghị đề xuất tham mưu với ban chỉ huy đồng là kiến nghị về trên để gỡ khó khăn cho ngư dân. Như vậy, nếu không có giải pháp gỡ khó, thì những con tàu xa bờ sẽ nằm bờ nhiều hơn, chỉ vì không ngư dân nào có chứng chỉ thợ máy.